tình không ta trọn đời riêng. Thì vừa giờ này em đang test phần ghi của chiếc đầu Sony MDS-ZA33ES để mai em gửi cho bác khách miền Nam. Con này về trong tình trạng là đẹp tới 99%. Bây giờ em sẽ cho đĩa ra này. Đấy. Đây em phát lại này. Thì là ok nhá, thần ghi phát là ok này. Đấy, giải mã không cần đĩa mồi, con này là con khủng, nó chỉ chất âm của nó chỉ đứng sau con ZA 355ES thôi, 555ES. Đấy, giải mã không mồi này. Chỉnh volume này. Phần giải mã ấn nút rec cho em thôi, nào ok, thế thôi. Đấy, giải mã không cần đĩa mồi, con này chuẩn 24 bit. Đấy, thì em tí em sẽ đóng hàng, mai em sẽ gửi cho bác. Và cảm ơn bác, em xin chân thành cảm ơn.